Chào các bạn thân mến, hôm nay mời các bạn cùng với lại bà Bông Lan Giường vào bếp nấu món chim câu tần với hạt sen và táo đỏ ạ. Vì đây là mình làm cho bà bầu, cho nên là thiếu vị ngải cứu và kỳ tử, nhưng mà cũng rất ngon rồi ạ. Đây là một món ăn bổ dưỡng cho bà bầu này, bà sau khi sinh này, người già này, những người ốm đau này, rất là bổ dưỡng ạ. Và làm cũng cực kỳ là dễ, nhanh gọn ạ. Let's go, mời các bạn cùng với bà Bông Lan Giường bắt đầu nấu nha. Nguyên liệu gồm có: thứ nhất là hạt sen các bạn ạ, đây là hạt sen mình chữ đông nguyên, nguyên cả vỏ như này ạ. Cái này hạt sen từ mùa năm ngoái nhưng mà Ninh lên cực kỳ bở, các bạn nhìn mà xem nhá. Đây là mình giới thiệu luôn cách chữ hạt sen để ăn quanh năm, cứ để cả vỏ như này ạ. Bây giờ mình sẽ bắt ra nguyên liệu. Xem mắt cái này các bạn, táo bỏ cái đuôi. Để vào ngăn đá, lúc mình mang ra nó mềm. Bắt rất là dễ đấy, nguyên tắc bắt hạt sen là như thế rồi ạ. Đây, nguyên hạt sen. Các bạn nhé, mình sẽ để nguyên cả vỏ và tâm sen. Ăn cho nó, đấy, hạt sen như là hạt sen tươi luôn ạ, rất ngon. Mà bóc cũng rất là nhanh thôi. Bây giờ mình sẽ đi rửa qua và bóc vỏ hạt sen. Chim bồ câu làm sạch, rửa bằng nước muối pha loãng này, rửa bằng rượu gừng này. Đấy, các bạn nhớ nhé, mua chim bồ câu thì mua chim bồ câu ta và chim đã đang ra giàng nhé. Chim ra giàng là chim non đang tập bay các bạn nhé. Chim bồ câu ta thì ngon hơn là chim bồ câu Pháp ạ. Cho vào trong nồi. Táo đỏ rất tốt cho bà bầu, mình chỉ ăn 3 quả thôi, bà bầu cũng không ăn được nhiều. Và hạt sen mình để nguyên hạt sen, còn nguyên vỏ này nhá, cả tâm sen nữa ạ. Với người già ấy, hoặc là những người cần tầm bổ ấy, thì ta có thể là ăn thêm rau ngải cứu. Nhưng với bà bầu thì mình đọc trên báo Sức Khỏe và Đời Sống thì không được tốt lắm cho bà bầu, cho nên mình không dùng. Và có thể cho thêm kỳ tử các bạn ạ. Như kỳ tử cũng như vậy ạ, cũng không được tốt cho bà bầu, có thể có những cơ co thắt tử cung, cho nên là mình không dùng kỳ tử. Đấy, chỉ cho một chút nước như vậy đấy ạ. Và cho một ít bột canh gia vị. Cho một chút bột canh gia vị vào cho nó từ đầu cho nó ngấm vào con chim nó đậm đà. Đơn giản thế thôi ạ, mình bắt lên bếp và bật lửa cho sôi. Khi đã sôi lăn tăn như thế này rồi, chín rồi đây, xin mời thưởng thức. Rất là thơm ạ. Nếu mà các bạn mà ăn ngải cứu thì nhớ là mình chỉ
mình cho vào xong rồi chỉ nó chín á thì mình vớt ra luôn, chứ mình không hầm cùng với chim nó sẽ làm cho là nồng. Thì các bạn nhìn này, hạt sen này, hạt sen để từ năm ngoái mà mình để theo cái cách là để nguyên vỏ nhá, bở tơi nhá. Tơi luôn, cực kỳ bỏ ạ. Đây là mình nên có 30 phút thôi. Dê, thế là đã xong. Quá nhanh và quá nguy hiểm ạ. Thơm, ngon, bổ và cơ bản là rất là tiện lợi ạ. Chúng mình hãy bắt tay vào nấu ngay món chim bồ câu cần mới lại, hạt sen và táo đỏ. Nếu không phải dành cho bà bầu thì mình có thể cho thêm ngải cứu, kỳ tử và sâm ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của những món ăn thưởng thức, bổ dưỡng và dễ làm của bà bông lan rừng. Xin cảm ơn các bạn.